Hello, em xin chào tất cả các bác nhá. Chào tất cả mọi người ạ. Nay em tiếp tục lên những cái đôi giày si hiệu và sơ sơ qua về cái sản phẩm mũ cối. Nhà em này vừa rồi về được gần 20 cái mũ cối thì cũng chỉ còn vài cái nữa bạn. Nên là các bác cũng nếu mà ưng thì cũng tranh thủ là chốt, tại vì đây em nói thật với các bác là đây là dòng mũ cối loại tốt nhất hiện hiện nay theo sản xuất theo công nghệ hiện nay các bác nhé, tức là công nghệ rất là bền và chắc các bác, dòng mũ tốt nhất hiện nay rồi, loại số 1 đấy. Nhà em cam kết là không bán loại loại 2, chỉ bán loại số 1, cho nên là các bác yên tâm khi mà mua những sản phẩm như này. Còn hôm nay thì em cũng có việc đi công tác xã thì em cũng mang theo cái mũ mà em đã mua được trước và review cho các bác xem ấy. Mũ cối có lỗ thông khí bằng nhôm này. Thì cũng gặp mấy cái anh bên sĩ quan các bác, toàn sĩ quan chỉ huy thôi. Sĩ quan chỉ huy là ở cấp huyện huyện đội các bác nhá. Đó. Toàn là thủ trưởng của huyện đội, của ban chỉ huy quân sự huyện, cấp phó và cấp trưởng đấy. Thì các anh ấy cũng đi cùng đoàn công tác thì các anh ấy cũng đội những cái mũ cối mà các anh được cấp phát các bác, tức là phát cho cấp lãnh đạo đấy, cấp tá đấy. Nhưng mà so cái mũ cối của em thì một trời vực luôn các bác nhé, thì các bác yên tâm khi mà mua sản phẩm bên em đấy. So cái mũ cối như thế này của em đang dùng mũ, so với cái mũ cối mà của các cái bác đấy là thủ trưởng cấp lãnh đạo là cấp tá được phát, không thể ăn được cái mũ này các bác, không ăn được luôn đấy. Thực sự là khác biệt về cả chất lẫn lượng các bác, khác biệt về cả chất lẫn lượng luôn. Nên là em nói để các bác biết là sản phẩm của em bán này là sản phẩm tốt nhất rồi hiện nay mà Trung Quốc sản xuất để xuất qua thị trường Việt Nam, loại số 1. Và bây giờ em không lan man nữa, em tiếp tục lên những đôi giày cho các bác nhé. Đầu tiên sẽ là một đôi đến từ thương hiệu Rockport này các bác này. Một đôi lười da màu đen, chất da rất là mịn luôn. Hiệu Rockport. Đây là phần đế. Phía trong lót vẫn còn nguyên của hãng các bác nhé. Trải qua là đã qua sử dụng thì nó hơi cũ, các bác có thể thay lót mới để đi cho nó đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Mã là N68 này, 270 là chiều dài của bàn chân. Size 42,5 các bác nhé, 42,5. Đấy, size chân cứ 42 đến 42,5 là bằng vừa này luôn. 340k, sản xuất tại Ấn Độ, xuất Nhật, chuyển khoản đủ, nhà em bao ship các bác nhé. Đôi tiếp theo em lên là một đôi phong cách giày tây nhưng mà lại đế xốp các bác nhé. Đó, phong cách giày tây đế xốp rất đẹp mà lại nhẹ các bác. Đó, đế xốp đẹp và nhẹ. Đây là phần gầm giày, phía trong giày đấy ạ. Đó, phía trong giày. Đó, đôi này là của thương hiệu Soda các bác nhé, Soda Ý, hiệu Soda Ý. Mã là M19, chiều dài là 265, size 42. Đó, 330k, sản xuất ở đâu thì em không check được cái nước sản xuất đâu các bác nhé. Đó, cũng là ở cái lô hàng từ Nhật về thôi. Chuyển khoản đủ nhà em bao ship ạ. Em lên một đôi slip on, nhưng mà cũng có thể nói là cái dòng giày này là dòng giày dành cho người du lịch các bác nhé. Và các bác có thể sử dụng đôi này vào cái việc mình đi bộ các bạn, đi bộ hàng ngày để rèn luyện sức khỏe thì đôi này cũng là một trong những đôi rất là lý tưởng.
phần mũi rất cứng các bác nhé, đó phần mũi rất cứng. Da bò hạt dày hiệu Rockport, đế xốp nhẹ, thiết kế đế cũng rất là đẹp luôn. Còn đây là phía trong giày này, đó vẫn là lót của Rockport luôn các bác nhé. Mã là N70 này, chiều dài bên chân là 270, size 42 đến 42,5 mang vừa, 290k, sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật, chuyển khoản đủ đôi nào, bất kể đôi nào các bác nhé, cứ chuyển khoản đủ là anh em bao ship các bác, không phải lo đâu. Tiếp đến là em lên một đôi giày chất da thì rất hiếm gặp các bác. Nói chung là những đôi giày hạng sang thì ít khi gặp được những cái đôi mà có chất da đẹp như này các bác. Chất da quá là đẳng cấp thôi. Những cái chất da đẹp như này thì chỉ có ở những đôi giày hạng sang các bác nhé, chứ không dành cho những đôi giày hạng bình thường đâu các bạn. Đôi giày hạng sang thì mới có cái chất da đẹp như này, thiết kế mũ giày cũng đẹp. Đây phần đế ạ. Đó. Đôi này thì em cũng không thể trách được nó. Đây phần này da các bạn này, da. Không trách được nó sản xuất ở nước nào. Nhưng mà theo kinh nghiệm của em ấy thì cái đôi mà đóng chất như này và da đẹp như này thì nó chỉ thường là sẽ sản xuất ở châu Âu các bạn. Một nước nào đó của châu Âu chứ không có phải là các nước châu Á. Đây em cho các bác xem lại nhé. Cái phần này người ta khâu này, đó, người ta khâu cực kỳ chắc chắn như này, cho nên là các bác yên tâm luôn. Đôi này đi sẽ còn rất là bền. Còn đẹp thì không nói về độ đẹp của nó nữa. Đôi này có tên hiệu là Vempoy các bác này, đó, hiệu Vempoy. Vempoy tiếng Anh dịch nghĩa ra là có nghĩa là ma cà rồng các bác, đó. Ma cà rồng hút máu người đấy, đó. Chuyên cắn vào cổ và hút máu người. Cái phần lót của nó rất đẹp các bác, đó, lót lấp lánh ánh kim, màu nâu, màu cam, đó, lấp lánh ánh kim rất đẹp luôn. Không biết là bằng chất liệu gì, đẹp quá đẹp. Riêng nhìn cái lót của nó đã phê luôn rồi các bác. Không dành cho những đôi giày hạng sàng à. Mã là M27 này, chiều dài bàn chân là 270, đó, size 42 đến 42,5 là mang vừa rồi. 350k cho đôi hiệu Macaron này các bác nhé, 350k. Các bác cứ chuyển khoản đủ em bao ship các bác luôn cái đôi da quá chất này, hiệu Macaron. Em lên tiếp một đôi công sở, rồi, hay còn gọi giày tây, đến từ thương hiệu Rockport này, màu nâu. Đó, giày đã qua sử dụng thì các bác về cứ vệ sinh lại và đánh xi nâu lên cho em thì nó rất là đẹp luôn. Đó, cứ vệ sinh lại chút, đánh xi nâu lên quá đẹp. Đó, đôi hiệu Rockport này, phần đế này. Đó, phần gót này thì người ta đã dán cái gót của đôi giày hiệu Dust của Anh các bác nhé. Đấy, người ta dán cái gót khác, đấy là do chủ nhân người ta sử dụng, người ta sửa như thế đó. Phía trong lót vẫn còn của theo giày của hiệu Rockport đó, các bác không thích thì bác có thể thay lót đi cho nó đẹp. Mã là M24 này, chiều dài bàn chân là 255, size 40,5, từ size chân là 40,5 mang vừa, 330k, sản xuất tại Ấn, xuất Nhật. Sản xuất tại Ấn Độ, xuất Nhật. Chuyển khoản đủ đôi nào nhà em bao ship cho các bác. Còn nếu các bác không chuyển khoản đủ, các bác chỉ chuyển 50k thì các bác sẽ lại phải chịu thêm 30k phí ship Hàn Quốc các bác nhé. Ship tận đảo Phú Quốc cũng chỉ 30k thôi, nhà em là như thế. Em lên một đôi giày thể thao da này. Đó, nhìn dáng của đôi này là cực kỳ chất luôn. Đây là một trong những đôi giày đi bộ hoặc chạy bộ rất đẹp. Phối da lộn này,
và da màu vàng bò. Rất đẹp luôn. Đặc biệt là đẹp ở cái phần thiết kế đế của nó. Đế là đế cao su non. Cực kỳ mềm. Cực kỳ mềm mại. Thiết kế đế rất đẹp luôn các bác nhé. Bác nhìn xem. Thiết kế đế của đôi này quá đẹp. Một đôi thể thao da. Hiệu của nó đây ạ. Hiệu Khâu Chester này. Khâu Chester thì cái hiệu này nghe là giống giống như kiểu một cái vùng đất, một cái địa danh nào đó ở Vương quốc Anh các bác nhé. Khâu Chester. Đây là phần đế. Đế của nó ở đế cao su non. Nhưng mà thiết kế dạng đế thì gần giống như kiểu đế bút của giày Adidas các bác nhé. Đấy, rất giống đế bút của giày Adidas luôn. Lót đó, lót phía trong này vẫn còn nguyên hiệu Khâu Chester này, nguyên lót của nó luôn ạ. Đôi này nói chung là ngoại hình rất đẹp, các bác sở hữu thì vệ sinh lại một chút là đẹp thôi. Mã là M28 này, chiều dài chân cũng rất là nhỏ, dài 255, size chân cứ 40 thì 40,5 nó vừa này các bác nhé. 360k, sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật. Đó, chuyển khoản đủ, bao ship các bác. Một đôi quá đẹp. Bình thường các bác mà mua phải một cái đôi giày da thể thao hàng hiệu. Đó, hàng hiệu lại còn chính hãng nữa. Mà mua mới đôi này thì em nghĩ là không thể nào có giá ở tầm dưới 4 triệu các bác. Không thể mua được. Mua mới đôi này không thể mua dưới giá 4 triệu được. Kiểu gì cũng phải cao hơn, nhưng giá ấy là cái chắc. Em lên đôi phong cách giày du lịch các bác, hoặc đôi này có thể gọi là đôi sneaker các bác, một đôi sneaker da màu vàng. Chất liệu da của đôi này và thiết kế đôi này quá chất luôn. Một đôi sneaker đương nhiên rồi, đôi này chỉ hợp với những bác và anh em xài quần jean thôi. Và quần bò, mang quần bò thì đẹp, quá đẹp luôn. Đây phần mũ giày này. Một đôi sneaker rất là đẹp. Đặc biệt nó sẽ cực bền bởi vì nó được khâu viền xung quanh cực kỳ chắc chắn. Đã đẹp rồi còn chắc chắn nữa. Phần đế thì đúng là một đôi xài lướt các bác nhé. Riêng coi phần đế là mọi người có thể thấy rồi, đây là một đôi xài lướt thôi, chưa có xài nhiều, nó còn đẹp thế này cơ mà. Nhưng mà cái đôi này ấy, đây phía trong là lót của nó các bác này. Lót của nó là hiệu Supen của Hàn Quốc các bác. Đôi này thì nói chung là đánh giá độ đẹp của nó trên 90% các bác, phải chín mấy phần trăm. Nhưng mà nó có một cái lỗi rất là nhỏ thôi. Đó là em bé của nhà em rất là nghịch các bác. Đó. Bắt chước ba, bắt chước bố cầm cái bút phẩy nghịch. Thế là nó có mấy cái vết ở đây. Thì về các bác mà có thể vệ sinh được, và các bác đánh xi nâu lên thì em nghĩ là cũng cải thiện được. Đấy. Về các bác cố gắng có thể là dùng kem đánh răng đánh tẩy đi giúp em. Vết mực này nó mà. Thì em nghĩ là sẽ xử lý được. Cho nên là cái đôi này em cũng để cái giá rất là rẻ cho các bác mua về xử lý lại giúp em nhé. Vì em không không có thời gian để làm cái việc đấy các bác. Em cứ để nguyên thế thôi. Thôi bán giá lỗi vậy. Mã là Y92 này. Chiều dài bàn chân là 280. Tướng size 43,5 thì 44 là mang vừa này. 270k em giảm chỉ còn có đôi này sẽ là 240k cho các bác nhé. Đó. 270k em giảm 30k. Thì nó chỉ còn 240k. Đó, 240k cho đôi này. Sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật này. Các bác mà cứ chuyển khoản đủ 240k em bao ship các bác luôn này. Bao ship các bác luôn này. 240k
240k chuyển khoản đủ bao ship luôn, không phải suy nghĩ. Đôi này độ mới còn 90%, chỉ vì mấy cái vết mực này thôi, cho nên là tôi em phải chấp nhận là giảm xuống mấy chục để về các bác vệ sinh lại giúp em. Em lên một đôi hiệu Stefano Rossi, hiệu Stefano Rossi của Ý đấy. Đôi này cũng là một đôi sneaker mà được khâu viền xung quanh chắc chắn đó. Phần này da các bác nhé, phần này người ta sẽ có một miếng da dán ở đây đó. Rất là đẹp luôn. Đã qua sử dụng nhưng mà lót của nó thì vẫn còn nguyên lót của hiệu luôn ạ. Đó, hiệu Stefano Rossi của Ý, một đôi sneaker. Đó, phần lưỡi gà cũng tên hiệu luôn này, mã là M18, chiều dài chân là 265, tướng size 42 các bác nhé, 340k, sản xuất tại Myanmar, xuất Nhật, chuyển khoản đủ bao ship các bác. Em lên một đôi đến từ một thương hiệu của Ý này, một đôi mocassin đến từ thương hiệu của Ý, chất liệu đế, chất liệu đế cao su đúc các bạn, chất liệu đế là cao su đúc, da màu nâu, da cũng rất đẹp, thương hiệu thì của Ý. Đôi này có tên là, đây đọc ở đây dễ đọc hơn các bạn, tên là Portfolio này. Đó, tên hiệu là, tên của đôi này là Portfolio, nó là của thương hiệu Eskire các bạn, nó là của thương hiệu Eskire nổi tiếng của Ý. Đó, trong này này có chữ Eskire Portfolio của thương hiệu Eskire nổi tiếng Ý. Mã của đôi này là M20, chiều dài bàn chân là 255, size chân 40-40.5 mang vừa, 360k chuyển khoản đủ, em bao ship cho các bác luôn ạ. Đó, các bác coi phần đế nhá. Em lên một đôi bốt bốt cổ lỡ, một đôi bốt da cổ lỡ, phong cách giày thời trang, size chân rất là nhỏ, hiệu của nó là hiệu Land Rover các bạn. Đó, hiệu Land Rover là một hiệu của Mỹ các bạn nhé, Land Rover thương hiệu của Mỹ. Đôi bốt cổ lỡ này thì phía trong có khóa kéo đấy các bạn, đây khóa kéo nhá. Đó, size chân nhỏ, lót vẫn còn nguyên lót của hiệu Land Rover này. Đế giày nó cũng có chữ Land Rover rất là to ở phần đế này luôn. Đây, mọi người có thể thấy chữ Land Rover, hiệu của Ý, hiệu của Mỹ. Mã là M29, chiều dài chân rất là ngắn luôn, 245, size chân 39, có nghĩa là anh em có size chân 38 cũng đi vừa này luôn, 38 đến 39 là đi vừa, mang vừa, 380k cho đôi bốt của lỡ này, 380k chuyển khoản đủ nha em, bao ship các bác luôn ạ. Em lên một đôi giày này thì gọi là dòng giày du lịch các bác. Đó, dòng giày du lịch, chất liệu da, thiết kế thì phải nói là cũng rất là sang. Thường thường là những cái đôi
đến những các thương hiệu nổi tiếng của châu Âu thì thiết kế của họ rất là sang rồi, đẹp sang. Đây là phần đế đó, đã qua sử dụng nhưng đế vẫn còn rất đẹp các bác nhé. Đó, tên hiệu nó đây, hiệu Genoma của Pháp các bác nhé, hiệu Genoma của Pháp. Còn phía trong lòng giày này vẫn còn lót nguyên của hiệu Genoma đó, các bác thấy có chữ Paris chưa, đó thương hiệu của Pháp. Mã đôi này là M26, chiều dài chân là 265, size 42, 350k, chiều khoảng đủ nhé, em bao ship các bác. Tiếp đến là một đôi cũng đến từ một thương hiệu của châu Âu, của nước Ý các bác. Đó, hiệu David này, David là thương hiệu của Ý các bác nhé. Chất liệu da của họ thì miễn bàn luôn, chất liệu da quá xịn sò, vừa đẹp vừa xịn sò. Đó, nói về đẳng cấp thế giới về đồ về thuộc da thì người Ý chỉ đứng sau người Trung Quốc hiện tại các bác nhé. Hiện tại họ chỉ xếp hạng sau Trung Quốc, Trung Quốc là số 1, Ý xếp thứ hai thế giới. Đó, cho nên chất da của Ý luôn luôn là những mẫu giày có chất da cực kỳ đẳng cấp với công nghệ thuộc da đỉnh cao của thế giới. Phía trong lót này vẫn là lót của nó các bác nhé, vẫn lót theo giày, lót thậm chí còn rất là đẹp luôn. Mã của đôi thương hiệu Ý này là M30 này. Đó, chiều dài chân là 260, size 41, 350k, chuyển khoản đủ bao ship, sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật các bạn. Lại là một đôi nữa đến từ một thương hiệu của Ý này. Đó, đây là một đôi giày phong cách slip on nhưng mà phối phong cách thể thao nhiều hơn các bạn. Đó, thường thường là cái mũi thể thao thì nó sẽ phối như này các bạn nhé, sẽ thiết kế như vậy. Đế xốp, chất liệu đế là xốp, chất liệu da thì cũng đẹp. Đó, phần gót giày đấy các bác có thể thấy hiệu Vainer này, hiệu Vainer của Ý đấy. Đây nữa, đó phần mũ giày này cũng hiệu Vainer. Và phần lót giày vẫn còn nguyên lót của hãng luôn ạ, hiệu Vainer, thương hiệu của Ý. Mã của đôi Vainer này là M25, chiều dài bàn chân là 265, size 42 các bác nhé, 290k. Đó, nước sản xuất thì em không thấy, 290k, chuyển khoản đủ, em bao ship. Rất nhiều đôi đẹp, giá hợp lý, đặc biệt sẽ bao ship để ưu tiên những bác tin tưởng và chuyển khoản cho nhà em. Đó, trước mặt các bác là một đôi bảo hộ, à một đôi thể thao bảo hộ nhưng mà không phải mũi thép các bác nhé. Đó, đôi này là mang phong cách thể thao bảo hộ, à hiệu Gec ạ. Đó, hiệu Gec, sản xuất tại Hàn Quốc. Đó, size chân là 40, hiệu Gec. Đây, phần lưỡi gà cũng có chữ Gec. Phía trong vẫn còn nguyên lót của hiệu Gec Hàn Quốc à. Đây là phần đế, đế còn rất ok mọi người, quá là ok luôn ạ. Mã là M23. Đó, chiều dài chân là 250, size 40, 290k cho đôi thể thao bảo hộ này, sản xuất tại Hàn Quốc, xuất Nhật, chuyển khoản đủ,
là nhà em bao ship ạ. Em lên một đôi du lịch này, một đôi giày du lịch da màu đen, thiết kế thì cũng khá là đẹp luôn. À, phía trong lót thì không phải là lót của nó nữa rồi, người ta đã thay một cái lót da của hiệu Echo Đan Mạch các bác. À, không phải lót của nó nhé. Các bác cũng vậy thôi, các bác về các bác nếu không thích thì các bác có thể thay cái lót khác, đó là về đó tùy các bác, chỉ tốn thêm 20-30 ngàn nữa thì nó không đáng là bao cả các bác. Đôi này là một đôi giày du lịch đến từ thương hiệu Tendy, hiệu Tendy của Hàn Quốc các bạn, hiệu Tendy một trong những hiệu hàng đầu của Hàn Quốc về sản xuất giày da. Mã là M21 này, chiều dài chân là 260, size 41 đó, 40,5 đến 41 là mang về đôi du lịch này luôn ạ. 330k, sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật, chuyển khoản đủ, nhà em bao ship, đôi nào cũng vậy, kể cả mũ cối các bác nhé. Em báo giá rồi nhưng các bác chốt, các bác chuyển khoản đủ là nhà em bao ship. Còn tặng sao thì đương nhiên là các bác cứ mua một mũ nhà em là sẽ được tặng kèm một sao. Đó. Mà sao của mũ thì hiện nay giá trên thị trường đang bán thấp nhất là 15 ngàn một sao. Có nơi thì bán 20 ngàn, nơi thì bán cao hơn là 30 ngàn. Nhưng nhà em cũng nói thẳng luôn các bác là em nhà em nhập số lượng nhiều để bán lâu dài và tặng các bác, cho nên là giá sỉ của nhà em chỉ có 11 ngàn thôi các bạn. Đó. Chỉ có 11 ngàn thôi. Thì em sẽ tặng sao cho các bác đã mua mũ nhà em. Đó, em mặc dù em cũng đội mũ cối vừa rồi cũng tậu được cái mũ cối xịn, mua trước cái lô nhập này về để phụ các bác, nhưng mà em cũng không có dùng sao các bác, vì em nghĩ em đâu còn phải là quân nhân nữa đâu, em cũng chả dùng sao các bác, cứ đội cho nó chất dân dã một tí là được, ok, miễn là ra ngoài nhìn thấy những người đội mũ cối mà đi công tác thì nhìn nó toát lên một cái chất riêng các bác. Nếu nói là oách thì cũng chả phải, nhưng mà nói chung là rất ấn tượng khi mà thấy những cái người ra ngoài đường với cái mũ cối tàu, đặc biệt là mũ cối xịn trên đầu nữa thì càng tự tin các bác. Đôi phong cách du lịch này thì có mã là M22 các bác này, chiều dài chân là 260, size 41, 310k cho đôi giày du lịch này, chuyển khoản đủ nha, em cũng bao ship ạ. Đôi này còn rất đẹp ạ. Đây, tên hiệu rồi là JH này. Đây, lót còn đẹp nhé. Chuyển khoản đủ bao ship luôn này. 310k. Em lên một đôi dòng slip on da. Đó. Hiệu Robot này, hiệu Robot các bác nhé. Đôi này em trông có vẻ size chân khá là lớn luôn. Phía trong lót còn đẹp ạ. À, phía trong lót còn rất là đẹp luôn. Hiệu Robot, chất da thì không bàn đến nữa, không bàn về chất da gì nữa. Đế xốp đó còn khá khá ấn tượng. Mã là N97, chiều dài chân là 280 đó, cho những bác và anh em nào có size chân 43 đến 44 các bác nhé. Đó, size chân cứ 43,5 đến 44 là mang vừa thôi này. 290k, sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật, chuyển khoản đủ, bao ship giao lưu các bác luôn ạ. Em lên một đôi bốt
mà đôi này nhìn quá là chất các bạn. anh em yêu bốt, các bác thích bốt thì đừng bỏ lỡ đôi này nhé, quá đẹp luôn, đẹp từ thiết kế, chất liệu da cho đến kiểu dáng rất đẹp luôn đó, của một thương hiệu nổi tiếng Mỹ, đó là hiệu Land Rover các bác, hiệu Land Rover nổi tiếng của Mỹ. Đôi này ai gặp không mua rất tiếc. Phần đế đây, thậm chí đế còn là chất liệu chống dầu các bác nhé. Đó, đây này, ở đây nó có chữ tiếng Anh này, chất liệu chống dầu luôn. Cho nên là các bác đi vào những cái vùng nó có xăng dầu như em đã giải thích rất nhiều thì không phải lo luôn, không phải lo cho cái đôi Land Rover này luôn, hiệu của Mỹ, không check thì nó sản xuất đâu các bác, không thấy luôn. Đây, phần lót này cũng là của Land Rover này, mặc dù có cái tem ở lót này nhưng mà không check được nó sản xuất các bác nhé. Thấy họ chỉ có ghi nghĩa là cái gì, những giấc mơ tự nhiên và cảm giác đó, tên tên hiệu thì họ ghi là Land Rover đó, thế đó, chứ còn không biết là nước sản xuất là cái gì, em dịch nghĩa tạm thời này, tiếng Anh thì em cũng biết sơ sơ các bác, không phải giỏi lắm, lâu lâu không dùng các bác, nên là nhiều khi là vốn tiếng Anh cũng bị mai một đi, nhiều lúc là dịch sai ấy, sai nghĩa, nhưng mà không sao, mong các bác thông cảm nhé. Mã là M32 này, chiều dài chân là 265, size 42, 390k, chuyển khoản đủ, bao ship, đôi bốt này. Em lên một đôi Crocport này. Đó, chất da đẹp và người ta phun màu lên da cũng rất đẹp. Em nói phun màu thì các bác yên tâm luôn nhé, không phải là người ta mông má tân trang dày là người ta phun đâu các bác nhé, mà cái này là từ hãng đấy, từ hãng người ta thiết kế, người ta đã thiết kế như thế các bác nhé. Đó, người ta thường là sẽ phun phun sơn, nhưng mà sơn là sơn dành cho sản xuất đồ da các bác, chứ không phải là cái sơn để mà xịt lên xe xe cộ hoặc lên đồ dùng khác đâu các bác nhé, sơn là dành cho đồ da. Nên là những cái sơn này mà dù nhà thiết kế người ta tạo hoa văn phụt thành từng quãng quãng rất đẹp, nhưng mà để mà nó phai thì là không có các bác nhá. Đó, cho nên là cái đôi này không phải là nó lem nhem đâu các bác, họ cố tình tạo như thế đó, cho nên các bác mà sở hữu các bác đi đôi này quá chất luôn, màu đẹp lắm, đây nguyên lót của nó luôn ạ. Hiệu Rockport này, phần đế này, mã của đôi này là N82, chiều dài chân là 275, size 43, 340k, sản xuất tại Ấn Độ, xuất Nhật, chuyển khoản đủ, bao ship các bác nhé. Em lên một đôi bảo hộ, một đôi bảo da bảo hộ, nhưng mà không phải mũi thép các bác nhá, đôi này không phải mũi thép đâu. Đó, đôi này lại không phải mũi thép, size chân rất nhỏ luôn. Khóa kéo của khóa xoay của đôi này thiết kế cũng khác với những cái khóa xoay trước đây mà em từng gặp các bác nhá, khóa xoay thiết kế khác luôn, hiệu của nó là hiệu Kemline các bác. Đây, đôi này là hiệu Kemline này, cho các bác coi phần đế đó, đế còn cực kỳ là ok luôn nhé. Đó, qua xong phần đế, bây giờ đến phần trong lót giày này, vẫn là lót của Kemline này, lót còn đẹp và sạch các bác nhé, phía trong lót còn đẹp
và sạch. Đó, cái đôi này thì là khóa xoay, nhưng mà người ta thiết kế cái tính năng sử dụng của nó rất là dễ luôn các bác. Đó, ví dụ như mình xoay theo chiều kim đồng hồ này thì nó sẽ là siết dây để vừa vặn cái chân mình bác nhé. Đây, đó, đó, nó kêu là tè 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 tè, là càng xoay theo cái chiều kim đồng hồ thì nó càng siết vào. Còn khi nào các bác muốn mở nó ra để gỡ chân mình ra khỏi dây ấy thì nó cũng rất là đơn giản luôn, chỉ cần các bác xoay ngược chiều kim đồng hồ đó, không đấy, nó khác biệt như thế, thiết kế khác biệt. Bây giờ các bác nghe kêu pạch một cái là các bác có thể nới dây ra nhé. Đó, pạch xong rồi là bây giờ chỉ có nới chân ra thôi. Đó, hay không, rất dễ sử dụng luôn ạ. Đó, sau khi mà mình đã nới chân ra rồi, khi nào mình lại xỏ lại nó thì mình lại xỏ chân vào, sau đó là lại xoay theo chiều cái đồng hồ. Đó, thế thôi, rất đơn giản, rất dễ sử dụng luôn. Đó, còn khi nào muốn tháo ra lại xoay ngược chiều kim đồng hồ, đó, nghe pạch cái là được rồi, ok, lại gỡ chân ra, rất dễ sử dụng các bác nhé. Cho nên là đó, cái em mới nói là cái thiết kế của cũng là khóa xoay, nhưng mà thiết kế và cái tính năng sử dụng của nó khác với những loại khóa xoay chúng ta đã từng biết các bác nhé. Mã của đơn này là M31 này, chiều dài chân là 240, size 38 đến 38,5 mang vừa. Đó, 290k, chiều khoản đủ nhà em bao ship. Đấy, em cũng phải nói lại luôn là những cái đôi bảo hộ này này, người ta bán ở trên Facebook các bạn, hoặc là các cái hội nhóm về giày, họ bán bảo hộ không rẻ các bạn. Những cái đôi như nhà em bán thì họ toàn bán ít nhất cũng phải là hơn 400, thậm chí là 500-700 luôn các bạn, chứ không, em không nói ngoa đâu. Cái nhà em bán là giá giao lưu rất là hợp lý cho các bác nhé, không hề mắc một tí nào. Mà những đôi bảo hộ này các bác có thể dùng vào việc đi làm hoặc đi chơi đều vẫn còn ok. Em lên một đôi bốt cổ lỡ. Đó, đôi bốt cổ lỡ. Đôi này thì phía trong nó không có thiết kế khóa, nhưng mà nó thiết kế khóa ở bên này, bên ngoài. Khóa đồng các bác nhé. Đó, với những đôi bốt mà sử dụng khóa đồng thì bao giờ cái độ bền nó cũng tốt hơn so với khóa nhựa. Nhưng mà để hỏng được nó thì cũng phải mất vài năm. Dù kể cả là nó là khóa nhựa, để hỏng cũng phải mất vài năm. Một đôi bốt cổ lỡ da thật, thiết kế đẹp, đặc biệt đến từ thương hiệu Buffalo của Đức này. Đó, thương hiệu Buffalo của Đức đây. Một đôi bốt da dễ sử dụng vì thiết kế khóa ở bên. Đây là phần đế, đế còn rất đẹp luôn ạ. Đấy, với đôi này thì mọi người chỉ cần vệ sinh lại là đẹp, chứ không, cũng không cần phải đánh xi. Cứ để như này đi càng chất luôn, rất chất. Mã là M2, chiều dài chân là 265, size 42, 340k các bác nhé, chuyển khoản đủ nhà em bao ship. Thôi, em tiếp tục chuyển sang cái đề tài mũ cối các bác. Đấy, mũ cối vừa rồi em về thì cũng được gần 20 cái, chỉ đạt được các bạn đấy các bác, muốn lấy hơn cũng không được. Cho nên hiện tại là nhà em chỉ còn vài cái nữa các bác, chỉ có 2 mẫu. Một mẫu là lỗ thông khí và gắn sao sẽ là nhôm nguyên chất. Đó. Còn một mẫu là lỗ thông khí và lỗ gắn sao sẽ là đồng nguyên chất. Đó, phần này cũng đồng nguyên chất này, này nhôm nguyên chất này, nhôm nguyên chất. Ở phía trong lòng mũ ấy. Đó. Phía trong lòng mũ thì người ta mạ là nhôm các bác nhá. Là nhôm nguyên chất, người ta mạ màu vàng này. Còn tên của hiệu mũ ấy, đây, cái tên ở đây dịch nghĩa ra tiếng Việt mình là hiệu Hồng Huệ các bác nhé.
và số 1966 ở đây. Đó. Và số 1966 này và cái chữ hiệu Hồng Huệ này thì sẽ được người ta dập chìm các bác nhá. Đó, dập chìm. Đó. Dập chìm cho nên rất khó làm giả các bác nhá. Cực kỳ khó làm giả cái thương hiệu luôn. Và số 6 1966 rất đẹp nét, chữ Hồng Huệ cũng vậy. Tem thì loại số 1 loại tốt nhất ấy, như giống như em đang bán này. Thì nó sẽ có hai tem các bạn. Một tem nó sẽ dán bên này và một tem sẽ dán ở bên này. Còn cái mũ mà có cái tem tròn này thôi, có mỗi một cái tem tròn này dán ở chính giữa chữ Hồng Huệ này để tương xứng với tương đối với đó. Nó sẽ dán ở chính giữa các bác nhé. Đấy là mũ loại 2 các bác nhé, không phải mũ loại 1 đâu. Như nhiều người người ta cũng nhập về không cao nhưng người ta cứ nói là mũ loại 1 đó, thì hôm nay các bác mới được nhìn cái mũ tốt nhất đây, là mũ loại 1 của nhà em các bác nhé. Dây da thì em không giới thiệu nữa, không giới thiệu làm gì cả. Đó, thế nó có hai loại, một loại là lỗ thông khí là nhung nguyên chất đây, còn một loại là lỗ thông khí sẽ là đồng nguyên chất. Đó, các bác lựa mẫu nào thì các bác lựa. Và thêm một điểm nữa là các bác đã khi mà đã nhận được cái mũ này thì em cũng cảnh báo các bác là bác nào mà cân nặng từ trên 50 đến 60 kg thì không nên dẫm lên cái mũ này các bác nhé, bởi vì với cái trọng lượng như thế thì không có xi nhê gì cả, không có xi nhê gì luôn. Cho nên là nếu mà muốn thử mũ ấy, thì các bác cứ phải có trọng lượng từ 70 đến hơn 80 thì dẫm lên cái mũ này thì mới nên thử mũ các bạn, nhẹ quá không ăn thua gì. Và em cũng cảnh báo các bác thêm một vấn đề nữa là khi các bác nhận được mũ không nên thử mũ bằng cái việc là dùng mũ để đập vào đầu quá nhé. Đó, đập vào đầu của mình ấy thì hoặc là đầu người khác ấy, có thể là hỏng đầu, có thể vỡ đầu. Nhưng mà để vỡ mũ này thì em nghĩ là rất khó các bác nhé, vì đây là loại cực bền, loại tốt nhất, loại số 1 các bạn. Và giá bán của nó thì bác mua mũ ấy, đương nhiên cứ một bác mua mũ dù là chuyển khoản đủ hay là chỉ có cọc 50k thì cũng đều sẽ được tặng sao các bác nhé, đều sẽ được tặng sao sao xịn, sao đúng quân nhu. Chứ còn mà dù em cũng về cái lô sao rổm ấy, nhưng mà lô sao rổm đấy em thôi, em trả hết cả tiền cho người ta lẫn ship thì cũng không trả lại cho người ta. Tôi giữ là kỷ niệm, nó cũng chả đáng bao nhiêu các bác, có gần 100 cái sao không đáng bao nhiêu. Nhưng em sẽ không vừa tặng các bác bằng cái sao đều đâu, em sẽ luôn lấy sao xịn về để tặng các bác khi mà các bác mua mũ nhé, sẽ được tặng kèm một mũ. Và giá của mũ sẽ là 380k nếu các bác chỉ mua một mũ. Đó, 380k được tặng sao, chuyển khoản đủ 380k thì em sẽ bao ship các bác nhé. Phí ship thì cứ 30k toàn quốc các bạn, chuyển khoản đủ em bao ship. Còn các bác mua thêm cái thứ hai nữa, đó, thêm cái thứ hai thì sẽ lại rẻ được thêm 30k các bạn. Có nghĩa cái đầu 380 thì cái thứ hai sẽ là 350k. Đấy, mua cái thứ ba thì lại rẻ được thêm 30k nữa, thì cái thứ ba giá của nó sẽ chỉ còn 320k các bạn. Mũ nào cũng được tặng kèm một sao mà cam kết là sao xịn các bạn nhé. Còn nếu các bác không chịu khoản đủ ấy, thì các bác sẽ không được bao ship đâu các bác, không được bao ship. Còn sao thì vẫn được tặng, đó, không chịu khoản đủ thì các bác cứ cọc cho em 50k và nhà em sẽ ship cho các bác. Khi các bác nhận hàng các bác trả thêm 30k cái ship và trả đủ cái số tiền mà em đã thông báo bán, số lượng là 1 hay là 2 hay là 3. Rồi, video của em tạm thời kết thúc ở đây các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những phần tiếp theo của nhà em. Thân ái chào các bác.